Hôm qua, báo VN Express đăng bài viết có tiêu đề "Tranh cãi nở trên không dầu gây nguy cơ ung thư", làm xôn xao dư luận. Ngay cả ông anh trai mình cũng gọi điện về cho chị dâu nói rằng là từ nay không ăn thức ăn chiên không dầu nữa. Bài báo của VN Express dẫn cảnh báo của Hiệp hội Người tiêu dùng Hồng Kông đưa ra hôm 17 tháng 2 vừa qua rằng quá trình chế biến thực phẩm bằng nồi chiên không dầu tạo ra hợp chất gây ung thư. Nghiên cứu được thực hiện trên 12 mẫu nồi phổ biến. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng khoai tây thái lát mỏng và dùng nồi chiên không dầu để nấu chín. Kết quả, khoai tây nấu trong một nửa số thiết bị được thử nghiệm có chứa hàm lượng lớn acrylamide, chất được hình thành tự nhiên khi chế biến một số thực phẩm như khoai tây ở nhiệt độ cao, nhưng mà không nói là cao bao nhiêu nhé. Theo cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế, acrylamide có thể liên hệ tới sự hình thành một số dạng ung thư như ung thư vú, ung thư tử cung và tụy vân vân. Nghe qua thì hãi quá đúng không ạ? Bây giờ nồi chiên không dầu có mặt ở rất nhiều căn bếp, nhà mình cũng có nên rất quan tâm đến vấn đề này. Đọc kỹ bài báo và tìm hiểu thêm thì mình thấy quá bức xúc với thông tin báo đăng. Báo này dịch thông tin từ các trang tin Hồng Kông, Trung Quốc. Tất nhiên là như thế rồi, nhưng chí ít cũng phải có sự kiểm chứng và phản biện chứ. Trước hết mình phải nói rằng cái nghiên cứu này rất có vấn đề. Mặc dù nó tỏ ra khách quan như thử nghiệm trên hàng chục loại nồi, nhưng lại thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn. Đây nhé, trước hết, cái Hiệp hội Người tiêu dùng Hồng Kông có phải là tổ chức nghiên cứu khoa học uy tín không? Chắc chắn là không rồi. Đó chỉ là một Hiệp hội Người tiêu dùng, không phải là cơ quan nghiên cứu dù họ có thể có phòng lab. Thứ hai, món mà các nhà chuyên gia Hiệp hội này thử nghiệm là khoai tây thái mỏng như mình đang làm đây. Mình dám chắc là rất nhiều người có nồi chiên không dầu ít khi làm món khoai tây chiên thái mỏng như thế này. Bởi vì sao? Khoai tây chiên thái mỏng mà chiên nồi chiên không dầu thì nó rất khô, cứng và chả có mùi vị gì cả. Món này muốn ngon thì phải chiên ngập dầu ở nhiệt độ cao, chắc chắn là như thế rồi. Các bạn cũng nên lưu ý là khoai tây là một loại thực phẩm giàu carbon hydrate và acrylamide đặc biệt có mặt nhiều tại loại thực phẩm này. Chính vì thế, trước cái nghiên cứu này thì chúng ta cũng đã nhận được rất nhiều lời khuyên là không nên tiêu thụ nhiều khoai tây chiên. Vấn đề mình băn khoăn là nồi chiên không dầu, thực ra là nồi chiên không khí, sử dụng dây mai so đốt nóng và dùng quạt thổi khí nóng làm chín thức ăn, cũng giống như một lò nướng thu nhỏ. Thậm chí lò nướng còn có mức nhiệt độ cao hơn, lên đến hơn 300 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ cao nhất của các nồi chiên không dầu phổ biến hiện nay mới chỉ ở tầm 200-250 độ C. Vậy nồi chiên không dầu có nguy cơ gây ung thư, còn lò nướng thì sao? Sao nhóm nghiên cứu này lại không làm với lò nướng mà chỉ nhắm vào nồi chiên không dầu? Chưa hết, bà Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu và Thử nghiệm của Hiệp hội Người tiêu dùng Hồng Kông mang tiếng là giáo sư mà phát biểu câu trước đá câu sau như thế này. Đồng ý rằng thực phẩm nấu từ nồi chiên không dầu vẫn tốt hơn cách chiên thông thường. Dù vậy, nồi chiên không dầu vẫn không thực sự tốt cho sức khỏe vì nó có thể tạo ra các hợp chất ung thư như acrylamide, đặc biệt là khi chiên các thực phẩm như khoai tây thái mỏng ở nhiệt độ cao hoặc trong thời gian dài. Mình đã tìm hiểu về cái chất acrylamide sản sinh trong quá trình chế biến thực phẩm ở nhiệt độ cao thì thấy chả cứ nồi chiên không dầu, quá trình nấu nướng nào ở nhiệt độ cao cũng đẻ ra chất này, có điều ở mức độ như thế nào thôi. Theo website của Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, acrylamide là sản phẩm trung gian trong quá trình chế biến thực phẩm ở nhiệt độ cao hơn 120 độ C như chiên, nướng, quay. Nó không có mặt trong thực phẩm chưa qua chế biến hoặc có mặt với hàm lượng rất thấp trong các thực phẩm được chế biến ở nhiệt độ thấp hơn như hấp, luộc. Acrylamide đặc biệt có ở những thực phẩm giàu carbohydrate như khoai tây và hạt ngũ cốc. Như vậy, có thể thấy nếu ở nhiệt độ trên 120 độ C thì phương pháp nấu nào cũng nguy cơ cả, như lò vi sóng, rán ngập dầu, nướng vân vân. Thậm chí nồi chiên không dầu còn nhiệt độ thấp hơn. Nồi nhà mình chỉ nhiệt độ tối đa 200 độ C, trong khi nhiều lò nướng nhiệt độ đến 300 độ C. Thực tế có nhiều thứ xung quanh chúng ta đều có chứa hoặc phát sinh ra hóa chất gây ung thư như arsen trong nước sinh hoạt, ô nhiễm không khí vân vân. Rồi các thiết bị mới cũng bị dọa có nguy cơ gây ung thư như sóng điện thoại, lò vi sóng vân vân. Nhưng bạn lưu ý nhé, tất cả đều nói đó là nguy cơ thôi, có nghĩa là họ chả có khẳng định là có gây ung thư hay không. Ai biết được nguy cơ thế nào?
nhưng lại khiến chúng ta vô cùng sợ hãi. Ung thư chết người chứ có phải đùa đâu. Vậy thì bây giờ có nên dùng nồi chiên không dầu không? Mình nghĩ là dù có dọa thế nào thì nồi chiên không dầu vẫn không thể tuyệt chủng được. Cũng giống như lò vi sóng vậy, có rất nhiều nghiên cứu là nó có nguy cơ gây ung thư, nhưng nó vẫn tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Ngay cả bài báo trên VN Express cũng đã phải đổi tiết từ tranh cãi nồi chiên không dầu có nguy cơ gây ung thư thành nồi chiên không dầu nguy hại không? Báo mà còn hỏi thế thì mình biết hỏi ai? Tuy nhiên rút từ bản thân kinh nghiệm của Kim ra thì thấy là cái gì tiêu thụ nhiều quá, cái gì quá mức cũng là có hại. Cho nên cũng như lò vi sóng, mình vẫn sử dụng nồi chiên không dầu. Có điều là không quá lạm dụng nó trong chế biến thức ăn mà thôi.